Dạ, em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em quay lại cho cả nhà mình xem con Shibura báo chúa ha, SD3000 ADO ha. Hiện tại em nó đang nằm đóng đây rồi, để em kiếm cái đường để mò qua coi. Em vô đây em cũng nằm luôn rồi. Rồi cái con DC60 cũng nằm đóng ở trước luôn. Ấy rồi, trời ơi, nhìn cái này đơn giản mà nó không đơn giản xíu nào đâu nha. Đây. Dạ, dính luôn, ướt xuống cái dính trưởng liền luôn. Đây. Báo chúa này sao rồi? Nằm đâu hả? Nằm đóng cho bá luôn rồi. Kẹt cứng ngắc luôn rồi. À, mới vừa bước xuống cái em cũng giống như cái con báo chúa luôn. Dính trưởng luôn. Giờ mình từ từ hang mình ngó con máy cắt đó trước ha. Xong xíu em quay lại cái con ADO qua 3000 này cho cả nhà mình xem ha. Nè. Con này cặp bị dính dưới hết cặp à. Cua ta đi xe 60 nha. Không vươn nổi, đục lường luôn. Không nổi được cô em ơi. Ha, căng thiệt ha. Xình nãy giờ nó quéo lại rồi. Nặng lắm. Đây. Đấu xe rồi nè. Mới lũ xuống là dính luôn hả cô? Thầy trò mà chơi dữ quá mà. À, mới quạo đường vòng là dính luôn á. À, con ADO bên kia sao? 3000 bên kia á. Kéo xuống cứu hậu hả? Dạ. Rồi bắt đầu giờ không biết nào cứu nó luôn hả? Rồi xong đất này bây giờ nó nặng quá. Đây giấu đi nè, quá nặng à. Đây tình hình bây giờ là ông chủ ruộng cũng đang lấy cuốc ổng cuốc sơ sơ ra nha, không biết cái tình hình như thế nào nha. Không mà thấy con đi xe 60 giờ cũng thành báo chúa luôn rồi, thấy nó báo nhiều lắm rồi. Báo nhiều lắm rồi cả nhà. Để mình đảo cao mình quay lại cho cả nhà mình xem chơi cho vui nha, nhưng mà không vui lắm đâu nha. Nói là xem chơi cho vui nhưng mà không vui lắm đâu nha. Ông tài xế cũng buồn mà ông chủ cũng buồn nha. Cũng phê à, xích xích gì nó mất tiêu hết trơn rồi. Đây mất chân luôn rồi. Mất chân mất cẳng hết luôn. Đây, mà đứng xa xa qua anh đây chứ. Để em cua ta đi xe 60 thể hiện ha. Đó. Em Shibura SD3000 xuống cứu hộ.
xuống cứu hộ mà chưa thấy cứu hộ đâu, thấy nằm đóng ở đây à. Bây giờ là tình hình là căng còn hơn dây đờn nữa nha, khả năng tới không được lui cũng không xong nữa. Đây, cái này có nước bơm nước vô thì qua mai nó mềm đợi xíu. Bơm nước vô còn đỡ. Ông chủ máy cắt ở bên kia kìa, ông làm chủ quyết mà giờ ông ốm vậy đó. Đi được đàng hoàng, có chừng gió thổi bay qua đây luôn anh trai ơi. Thầy ốm quá, anh ốm quá, chừng gió buổi trưa gió nè thổi đẩy phát bay qua đây luôn á. Thiết ốm nhôm mà. Một hồi anh quánh con 3.000 lại lên nữa nha. Hằng anh Sơn ơi, qua quánh con siêu ga 3.000 ra coi. Cái bánh xe nó giờ tròn cái chứ banh luôn rồi cái chứ. Lên anh lái báo chú anh ra nha. Quá dữ rồi. Tính là chỗ khó ăn làm trước chứ lát chú dễ mình bay ra cho nó khỏe. Cứu hộ đụng được ha, kéo gút đồ được. Dính hai thằng luôn. Ông chủ uống vào rồi nha. Tình hình là căng thẳng rồi. Chua à, nhìn cái hình là biết chua rồi đó. Sau khi cuốc rồi bây giờ để ba thử nha. Lên đó, lên đó, lên đó. Ok, ok, ok. 2, 4, 5. Cái máy 50 ngựa với 5 người mình, 50 ngựa đó là 100 ngựa. Là bao luôn. Sao vô đó nằm lên nữa rồi. Cái động cơ 50 ngựa là cộng thêm 50 mình nữa là người 10 ngựa nó là ok. Để tiếp tục quay. Xin nó còn dính trong gầm ha. Sượng cái là ở lại liền hả? À, mới vừa ra được chỗ đó thấy khỏe. Ở đây nằm nữa. Tình hình không ổn lắm rồi. Tiếp tục cút. Xử lý xong cái con này đi rồi qua tới con kia. Con báo chúa kìa. Shibuga SD3000. Quá nặng rồi, quá căng rồi. Đây là cái dấu của em nó đi nè. Bê thang xuống, leo thang lên hả? Dạ. Tình hình không lên được thì lấy thang xuống. Cho em nó leo thang lên. À, cộng thêm 3 người sức ngựa nữa. 3 người là 3 người sức ngựa nữa, 4 người luôn, 5 người luôn. Lên luôn. Lên luôn á, lên luôn á. Lên luôn. Quá hay. Cộng thêm cái người nữa mới lên nổi đó. À, bãi chiến trường của em nó nè. Ui giời ơi. Quậy đâu có 100 mét á, hơn 100 mét á. Cái đường nè, xin này dễ quẹo quá. Ơi, ơi ông kêu cắt cái trên kia đi. Ơi, ông kêu cắt chỗ dễ trước đi.
kia qua chỗ dễ cắt đi, qua cái đám khô cắt trước. Ông kia qua cái đám dễ cắt trước đi, cái này lá cắt sau. Đừng có chơi qua chỗ này nó dính luôn á, ngầm nó cực lắm. Chủ ông ngán rồi, dặn con trai ông qua cái đám dễ trước rồi đó. À, con này nó vậy là ổn rồi nha, nó ổn rồi, ông qua cắt mình nó đi. Mình sẽ quay qua coi con báo chúa Shibura bên đây. Nghe nha, chờ anh em đào bới xong rồi để ông chủ ông giật con báo chúa này lên coi như thế nào ha. Đó, lên ga nè, ga đó.